Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi thực hiện cái video clip là cài view trên nhiều điện thoại có hiệu quả hay không, thì chúng tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm cũng giống như là nhiều câu hỏi hỏi chúng tôi về cách cài view trên điện thoại như là nó như thế nào, cần phải nói rõ hơn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ để ra đây 11 cái điện thoại trên bàn này thì dễ làm video clip hơn, thay vì phải để lên kệ như thế này. Thì như các bạn thấy ở đây là chúng tôi sử dụng toàn là điện thoại iPhone 4. Thì có bạn hỏi là tại sao sử dụng iPhone 4? Thì thật ra là sử dụng iPhone 4 là tại vì iPhone 4 cái giá thành nó rẻ, là tại vì nó đã cổ rồi, cho nên cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn nhiều so với những điện thoại khác. Nhưng mà cái yếu điểm của iPhone 4 này thì khi mà chúng ta mua về thì chúng ta phải xem cái hướng dẫn cài đặt của nó, tại vì nó không còn dễ cài đặt giống như là mình chỉ download về rồi cài cái ứng dụng nó, mà nó phải cài có cái cách riêng của nó. Thì cái cách cài nó cũng dễ thôi, không có gì khó. Thì nó bất tiện một cái như thế này nè các bạn, là các bạn cài nó rồi, khi mà mình sử dụng suốt như thế này á thì không phải lo gì hết, nhưng mà mình tắt nguồn mà mình mở lại thì lúc đó thì nó sẽ bị phải cập nhật lại và phải cài đặt lại, thì nó rất là khó cho cái việc mình cài. Nếu mà các bạn có điều kiện thì sử dụng iPhone 5 thì nó sẽ hay hơn, tại nó xài cái phiên bản mới. Và có thể là các bạn sử dụng cái điện thoại trên sen đỏ, mình thấy nó có quảng cáo cái loại điện thoại mà không có nghe gọi được các bạn, mà của Nhật á, nó sử dụng Facebook và YouTube rất là tốt, cho nên cái giá thành nó cũng chỉ 300.000 và điện thoại nó rất là mới. Các bạn có thể sử dụng cái loại đó. Mình cũng chưa sử dụng qua nhưng mà mình thấy nó quảng cáo như vậy, thì mình thấy nếu mà mua thử về xài thì có bỏ ok hơn. Thì các bạn hỏi mình là sử dụng cái này không có qua cái tool, qua cái app gì hết thì làm sao mà xài được. Thì thật ra là mình đã nói với các bạn là chỉ cần vô cái phần danh sách phát thì mình sẽ vào cái kênh của mình. Đây là cái kênh của mình. Thì ở đây nó sẽ có danh sách phát, thì mình đã nói với các bạn là mình sẽ mở rất là nhiều cái danh sách phát, nhưng cái danh sách phát mà để mình cho nó chạy á, thì mình sẽ cho nó là cái danh sách phát là cài view. Thì trong cái danh sách phát cài view này á các bạn, thì nó sẽ có bao nhiêu cái clip này đó, 1 2 3 4 5. Thì 5 cái clip này thì hiện bây giờ các bạn thấy là 5 cái clip này nó sẽ chạy tới chạy lui, và nó rất là được cái là khi mình muốn cho cái clip này bỏ ra hoặc clip mới bỏ vô thì mình hoàn toàn là sử dụng trên cái máy vi tính của mình, ở trên cái danh sách phát hết nha các bạn, không cần phải bấm gì trên điện thoại hết. Điện thoại mình chỉ cho nó chạy một lần một thôi đó. Ví dụ như mình vô đây các bạn, ví dụ như giờ mình muốn cho một cái clip hiện bây giờ đây, cái clip này clip thả diều nè đó, mình cho cái clip thả diều này vô trong cái danh sách phát của mình. Thì hồi nãy mình đã nói các bạn rồi, đây là danh sách phát, nó có tên là cài view nè các bạn. Đó, danh sách phát nó có tên là cài view. Hiện giờ 11 cái điện thoại này được là chạy cái danh sách phát cài view. Thì trên cái clip thả diều này, cái clip thả diều này là mình đã cho chạy vào một thời gian, mình cho thoát ra rồi không cho chạy nữa. Thì các bạn thấy đây, trong cái danh sách phát nè đó, nó không có cái trong cái danh sách phát cài view. Thì mình giờ mình sẽ bấm vô là cài view đó, mình sẽ cho nó vô danh sách phát, mình cho vô danh sách phát cài view, mình bấm ok rồi mình bấm lưu. Đó, hiện tại thì chưa có các bạn, nhưng nếu mà nó lót á, nếu mà nó lót clip đó, ví dụ như nó đang lót nè, đó nó đang lót clip thì nó đã có clip thả diều rồi nè các bạn. Đó, nó đã có clip thả diều. Bây giờ mình coi nè, những cái clip nào mà nó chuẩn bị hết nha các bạn. Đó, hiện giờ như mấy này là chưa có nha, tại vì nó chưa có hết, nó chưa có lót. Đó, mấy này là chưa có, nó chưa có clip thả diều. Nhưng mà khi mà clip nào mà nó hết rồi là khi mà nó lót một vòng một cái là cái clip thả diều mình sẽ nhảy vô. Và cũng y như vậy các bạn, thì mình muốn cái clip nào mà không có nằm trong danh sách phát, mình muốn tháo nó ra. Chẳng hạn giờ mình muốn tháo cái clip đi siêu thị này ra đi đó. Đây, hiện bây giờ clip đi siêu thị là nó có đây, siêu thị nè, siêu thị Big C nè. Đó, bây giờ mình tháo nó ra, cài view xong, lưu rồi, lưu đó, mình lưu. Như vậy thì lát nữa nó hết cái clip này mà nó lót cái là cái clip mà siêu thị này sẽ bỏ ra, và cái clip nhiều nó sẽ được nhảy vô nha các bạn. Thì như vậy là mình không sử dụng tool, dụng app gì hết, hoàn toàn là mình sử dụng trên máy vi tính của mình hết, và nó được điều khiển cập nhật
liên tục, nó load liên tục và nó cập nhật liên tục, cho nên là mình không cần phải bấm điện thoại gì hết, cái điện thoại mình phải cho chạy suốt như vậy. Nhưng mà các bạn nên nhớ là điện thoại mình không có cho chạy suốt được, là tại vì khi mà mình chạy suốt như vậy, nếu mà YouTube nó phát hiện ra thì mình sẽ bị trừ view, và trừ view số lượng rất là lớn các bạn, và tổng view của cái kênh của mình sẽ bị tuột xuống luôn nha các bạn. Cho nên là chơi cái cách này rất là mạo hiểm. Mình chỉ chơi cái cách này sử dụng cho những cái kênh YouTube nhỏ thôi các bạn. Những cái kênh mà còn đăng ký khoảng dưới 10.000 thì mình chơi được nha. Chứ những cái kênh YouTube mà vài chục ngàn rồi mình chơi, mình làm từ từ thôi. Chứ nếu mà mình làm luôn tốt, YouTube phát hiện ra là cái kênh của mình sẽ bị trừ view và có nguy cơ sẽ bị xóa tài khoản nha các bạn. Rất là khó. Bởi vì lúc trước đây là mình đã có sử dụng cho cái kênh, mình có một cái kênh lớn nữa là một cái kênh STD nha các bạn. Cái kênh này của mình là gần 350.000 người đăng ký. Đây, đó, đây là cái kênh STD của mình và có số lượng là 160 triệu người đã xem. Ở đây hiện giờ cái đăng ký của cái lượt xem của mình là 230.000 người đăng ký, 230.000 người đăng ký một ngày, và cái số lượng đăng ký của mình là 332.000. Đó, và cái kênh này nha các bạn, mình đã sử dụng bằng cái cách chạy bằng 30 cái điện thoại này trong vòng một tuần. Một tháng của mình có 4 triệu người xem trong vòng một tuần nha các bạn. Trong vòng một tuần, tháng sau nó trừ còn có tổng view luôn, còn có 1.2 triệu thôi. Cái số lượng mất tới 2.8 triệu. Một cái số lượng view khủng khiếp các bạn, mình sợ và mình bỏ ra là bây giờ nó đã chạy lên lại bình thường các bạn. Rất là nguy hiểm nếu mà các bạn sử dụng cái cách này để cho chạy kênh lớn. Và hầu như những cái kênh mà lớn đã phát triển rồi mà mình chạy view cũng rất là nguy hiểm các bạn. Hiện bây giờ có một số trang web họ chạy view thì giá 1.000 view như vậy khoảng từ 60.000 cho đến 80.000. Và chạy bằng cái cách đó là đối với những cái kênh nhỏ của mình thôi, thì mình chạy chứ còn những kênh mà lớn đã phát triển thì mình chạy rất là nguy hiểm nha các bạn. Ảnh hưởng đến cái kênh của mình. Đó, thì cái kênh của mình là cái kênh Misa này đó các bạn. Thì cái số lượng người đăng ký thì vẫn còn ít. Thì mình chơi cái chiêu này thì được, có thể là chơi lai rai thì được, chứ còn nếu mà mình chơi nhiều quá rất là nguy hiểm. Đó, như các bạn thấy là hiện bây giờ cái kênh này thì 6.300 người đăng ký. Đó, cái view của mình thì mình cũng cho chạy lên khoảng chừng mấy trăm tới ngàn lâu, mình ao cái clip đó ra liền, không có cho cái clip đó chạy nhiều rất là nguy hiểm. Tại vì mình đã cái kênh này mà đã bị chết một thời gian, có nghĩa là cái view nó không lên, không đề xuất gì luôn. Mà cái kênh YouTube mà không được đề xuất thì coi như là không ai biết tới hết. Nó rất là nguy hiểm. Chứ những người nào đăng ký của mình đôi khi họ không thích coi cái chủ đề đó thì họ cũng không coi luôn. Đó, cho nên nó là những cái video clip mà mình chạy vừa phải thôi, cho những cái kênh mà bắt đầu mà nếu mà cái kênh Misa này mà nó lên tới được 10.000 người đăng ký thì chắc mình cũng dẹp cái vụ này luôn, chứ không dám chơi nó nguy hiểm quá. Thì cái cách mà mình đã nói với các bạn là cái cách mình sử dụng điện thoại để mà không sử dụng tôn dụng app gì để điều khiển nó, thì mình làm cách đó. Và có bạn thì hỏi là bây giờ cái bộ hiện giờ để sạc thì sạc 1 tiếng đồng hồ nghỉ 30 phút thì như thế nào, thì dễ lắm các bạn. Các bạn chỉ cần vào Google mình gõ lên cái chữ là ổ điện hiện giờ, đây cái ổ điện hiện giờ thì nó có một loạt như nào, mình muốn mua loại nào mua. Nó sẽ mình hỏi cái bên hướng dẫn thì nó sẽ cho mình thấy là những cái bộ này khoảng chừng trăm mấy hoặc là mấy chục ngàn là nó sẽ tự tắt tự mở theo cái yêu cầu của thiết bị mình xài. Thì ở đây mình sử dụng cái loại có 120.000 thôi. Đó, mình sẽ cho các bạn thấy là chạy view của nó có hiệu quả hay không. Đó, thì các bạn sẽ vào trong cái chỉnh sửa video nữa nè, chỉnh sửa video nữa đó, chỉnh sửa video của nó, số lượng phân tích, vô cái số vật liệu phân tích đó, các bạn thấy không, đó nó nhích lên nè. Đó, mình sẽ coi được cái thời gian của mình nè, ngày 3 tháng 4 nè, là cái bắt đầu từ 7 giờ đó, bắt đầu từ 7 giờ là mình cho chạy thì nó lên tới nhiêu đây nè. Đó, nó có lên rồi đó, đó. Còn nếu nó không lên thì nó nằm hàng ngang đó, những cái này nè các bạn thấy không, đó nó ngất lên cái nó lên thẳng. Còn cái này là lên tự nhiên nè, lên tự nhiên là nó đều nó lên được vài người thôi. Còn những cái bụp lên cái mấy chục đó, là có đó là nó có lên, mình coi theo đúng cái thời gian mình chạy là nó lên như vậy các bạn. Thì thật ra làm cái này nó có hiệu quả, rất là có hiệu quả, nhưng mình không biết cái thời điểm mình phải ngưng, 1 tiếng hay 2 tiếng hồ mình phải ngưng, chứ mình không ngưng là để nó trừ view mình thì coi như là cái công mình làm như là uổng công cốc nha các bạn. Đó, thì cái cách của mình làm như vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip này để mình trình bày đến các bạn thấy cái cách của mình làm như vậy, thì cũng chia sẻ đến các bạn.
Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy bấm like và hãy đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo mà chúng tôi làm nha các bạn. Và chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau.